Xin chào tất cả các bạn, lại là Kelly đây. Hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu vẽ design rất là cute và cũng cá tính nhá. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tông màu như thế này nhá. Tông màu này để chúng ta vẽ loang nhá. Ngón này mình sẽ làm là ngón thứ hai trong là ngón chỏ nhá, là ngón tạo loang đấy. Vì ngón này rất là khó nên là mình sẽ dạy các bạn ngón đấy nha. Rồi chúng ta sẽ dùng tốp loang để chúng ta sơn lên cái nền mỏng dạ của mình này. Chúng ta sơn xong thì chúng ta sẽ dùng cây bút nhá. Chúng ta sẽ lấy và chúng ta vẽ trên móng của mình. Đây là mình sẽ dùng bằng thạch nhá. Đây là màu thạch nha các bạn. Đấy, đây là màu thạch này. Thạch này giống như là màu cẩm thạch các bạn nhá. Chúng ta dùng tùy các bạn muốn là dùng màu gì cũng được nhá. Còn khi mà chúng ta làm hộ phách ấy, thì chúng ta bắt buộc phải dùng bằng tông cam nha các bạn nha. Rồi, đây bây giờ thì chúng ta sẽ sơn vẽ lên trên này. Khi chúng ta vẽ mà cảm thấy mà chưa được đậm hoặc ưng ý với mình ấy, thì chúng ta sẽ cho thêm màu lên trên móng nhá. Chúng ta cho thêm này. Đó, chúng ta cho thêm. Chúng ta muốn loang nhiều thì chúng ta cho ra bên viền một xíu. Còn nếu như chúng ta mà muốn loang bình thường thôi, không loang nhiều quá thì chúng ta cho ít nhá. Nhưng mà nhớ là các bạn không được cứng tay quá nhá. Khi các bạn cứng tay quá ấy, thì cái phần của mình nó sẽ không được, độ mềm nó sẽ không có, thì nó sẽ không được đẹp ý. Nên là chúng ta sẽ không được đi cứng tay quá đâu nha các bạn. Đây, chúng ta loang này, chúng ta cho tông đậm lên một xíu này. Đó, các bạn khi các bạn luyện vẽ thì các bạn sẽ dùng trên móng giả để chúng ta luyện thôi. Còn khi mà chúng ta làm ok rồi thì chúng ta sẽ làm trên móng thật. Hoặc như là khách nào muốn làm trên móng giả thì chúng ta sẽ làm trên móng giả nha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cho một chút tông thạch. Đây là nước gạo nha các bạn, thạch nước gạo này. Đó, chúng ta sẽ dùng chút nước gạo để cho cái màu của mình được ấn loang bên dưới nó được đẹp nha. Chúng ta nhớ là khi chúng ta làm xong, chúng ta cho một chút loang trắng lên thì chúng ta sẽ cho vào máy và hơ khô nhá. Hơ khô sau đó thì chúng ta sẽ dùng một chút giấy nhún. Đây là giấy nhún này, để chúng ta cho lên này. Chúng ta ấn bên dưới một xíu để cái máu của mình nó được xinh hơn nhá. Thường thường những cái tông mà làm loang hoặc vân đá thì chúng ta sẽ có một cái gì nó rất là ảo diệu ấy. Các bạn nhìn nó rất là ảo phải không nào? Thì chúng ta sẽ cho một chút lớp nền này ở bên dưới để cái phần nền của mình lúc mà xong nó sẽ được nổi lên và được đẹp hơn nha các bạn. Đây, chúng ta cho một chút này. Rồi. Đây là giấy nhún nhá. Nhiều bạn bảo đây là phôi nhưng mà thực ra đây là giấy nhún. Nếu mà phôi thì nó sẽ là phôi dập cơ. Và đây là giấy nhún nha các bạn. Mình dán ẩn vào luôn được. Không cần cho vào hơ vào máy và chúng ta ẩn luôn bên dưới nhá. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng một màu trắng này. Chúng ta vẽ này. Này, chúng ta vẽ một đường nhá. Một đường cong theo đường ý của mình này. Nhớ là không được cứng quá nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cỏ ombre để chúng ta dậm nhá. Đây, chúng ta sẽ dậm vào làm loang cái màu trắng mà chúng ta vừa mới vẽ xong nha. Đây, chúng ta dậm này. Đó. Dậm nhẹ tay nhá. Đây, đúng rồi, dậm như thế này nhá. Nếu mà cảm thấy các bạn thấy nhạt quá ấy, thì các bạn có thể là dậm lên 1, 2 đến 3 lần đều được nha. Không nhất thiết là chúng ta dậm có một lần mà chúng ta đã ok ngay là đâu nha. Chúng ta có thể dậm 2 đến 3 lần nếu chúng ta muốn đậm nha. Rồi chúng ta vẽ thêm vài đường ở xung quanh để cho cái móng của mình được lung linh hơn nhá. Mình thấy nhiều bạn thường hay bảo là sao em vẽ loang mãi mà không được ấy. Thì là do thứ nhất là cái kỹ thuật của mình là chưa được ok lắm, hoặc là chưa được chỉ bài bản, nên là chúng ta sẽ chưa biết cách được tạo loang như thế nào để làm sao cho cái móng của mình được ảo, hoặc là làm sao cho được lung linh ấy. Thì chúng ta sẽ phải có công thức. Chúng ta vẽ thì chúng ta phải có bài, có bản, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ được nha. Đó, chúng ta muốn đậm thì chúng ta sẽ vẽ thêm cho đậm nhá. Ngón loang này thì nó sẽ cũng là đơn giản thôi. Khi các bạn làm nhiều lần thì các bạn sẽ quen tay nha các bạn. Đây, chúng ta cho một chút chủ lên này. Cho cái tông của mình nó được sáng nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện như thế này rồi ấy, thì khi mà các bạn muốn như thế này cũng là ok rồi nha. Còn nếu như các bạn muốn đẹp hơn hoặc long lanh hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một chút gel nổi nha. Rồi chúng ta sẽ sơn lên, đây là lớp tốp lì này. Chúng ta cho hơ vào máy khô nhá. Sau đó chúng ta sẽ dùng gel vẽ để chúng ta vẽ lên này. Chúng ta vẽ bằng gel đính đá cũng được, mà chúng ta vẽ bằng gel đắp cũng được nha. Chúng ta vẽ vài đường lên trên móng này. Chúng ta sẽ làm cái gel nổi nha các bạn. Chút nữa thì chúng ta sẽ tráng gương lên cái phần mà gel nổi chúng ta vừa vẽ xong nha. Đây, chúng ta vẽ xong này.
chúng ta cho vào đèn hơ xong thì chúng ta sẽ trắng lên một phần lớp trắng gương để cho cái màu của mình, cái ngón của mình nó sẽ được nổi lên một xíu nhá, thì nó sẽ đẹp hơn và long lanh hơn. Đấy là gieo nổi nha các bạn. Những bài gieo nổi hoặc là những bài vẽ loang đơn giản thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn ở video trước nha. Nếu như bạn nào mà chưa comment đăng ký kênh của mình ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh để những khi mà mình ra những video mới ấy, thì có thể thông báo về YouTube của các bạn để các bạn có thể biết, và các bạn học từng bài một thì nó sẽ đơn giản, thì các bạn sẽ nắm chắc được nhiều hơn các kỹ thuật làm nha các bạn. Nào, sau rồi chúng ta sẽ sơn một lớp top lên. Thế này là chúng ta đã hoàn thành một ngón mà chúng ta vẽ loang rồi nha. Còn những cái ngón tiếp ngón kia ấy, thì nếu như các bạn nào có không hiểu thì comment cho mình bên dưới nhá, mình có thể hướng dẫn các bạn. Còn nếu như các bạn nào học qua bài rồi ấy, thì mình sẽ làm video mới cho các bạn nha. Đây, những cái này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn muốn học thì các bạn muốn mình hướng dẫn thì các bạn cứ comment cho mình nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha.